Rồi nãy giờ Thuận vô chưa? Thuận ơi, Thuận ơi, mở mic Thuận ơi. Anh hỏi Thuận mấy cái rồi mình Thuận chia sẻ rồi lát nữa Thuận xuống làm việc đó. Thuận bây giờ có ba bốn chốt luôn á. Em đây Ok chưa? Rồi rồi ok. Đi đi siêu thị về rồi đi siêu thị về nè, mua đủ thứ, đang ngồi hả? gặp cái croissant Rồi rồi. Ok đói rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ mình giao lưu với Thuận xíu nha, lát nữa Thuận thì chắc có khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng thôi, để còn Thuận ăn uống rồi xong rồi làm mấy việc IT nữa. Rồi bây giờ anh hỏi Thuận giống như giao lưu đi ha. Bây giờ okay. ở Việt Nam Thuận có từng bao giờ làm ở trong warehouse, hoặc ở trong warehouse mà làm mấy cái chuyện mà đóng gói thùng, hay là có kinh nghiệm gì mà về trong cái nhà máy nhà xưởng chưa? Ở Việt Nam có từng bao giờ làm không? Chưa, ở Việt Nam chưa bao giờ làm mấy cái job đó. Chưa bao giờ đúng Chỉ không? có cái là hồi đó làm ở trong cái dealer Honda ô tô á, thì nó có cái kho của nó, thì nó có kho phụ tùng. Đại khái cũng đi ngang qua vòng vòng vậy thôi, chứ công việc của em ở trên văn phòng làm Văn IT là phòng. chính, cũng vòng vòng biết cái kho ở dưới vậy thôi chứ cũng không có đụng tay vô. Hồi đó cũng không Rồi có biết rồi ok. xài cái ba lá chắc luôn. Ở dưới nó có ba lá Rồi chắc là rồi. cũng không biết xài luôn. Mà cái đó theo em á là một cái người bình thường nha. Không phải ở cõi trên xuống. Là người ta mấy cái công việc của em đang làm hiện nay á là ai làm cũng được không? Hay là phải có trí thông minh rồi học IT giống như em, là phải học đại học hoặc là phải có cao lớn giống như em, hay là khỏe giống như em thì mới làm được. Em kể sao, mình có chú gì hôm qua em nói 60 mấy tuổi, 65 tuổi gì đó. Rồi Cái job ở trong đó thì dễ lắm, nó chả có gì hết. Đại khái là nó có vị trí ví dụ như là pick packer, nghĩa là cái vị trí đóng đóng hộp đó, thì mọi người sẽ lấy hàng bỏ vô vô dán băng trong hộp keo xong á, rồi gán dán băng băng keo keo nó lại nói vậy cho dễ dễ hiểu. đó, là bỏ vô trong hộp hộp gạch tông á, xong dán băng keo lại đó, là xong một hộp thì nguyên ngày cứ làm cái job đó thôi. Rồi cái vị trí khác á, là vị trí loading giống như Thuận đang làm á, thì bỏ hàng lên trên container. Đại khái là mình cũng mấy cái thùng mà người ta đã dán rồi đó, người ta bỏ lên Unload trên hay pallet là upload thôi? Là in, đưa là xuống hay là đưa loading lên? đưa lên á, Loading là đưa lên là là upload đưa lên á đúng không? Đưa đó. lên đó các Thì bạn. cũng có vị trí là in loading, nghĩa là đưa xuống, Đưa xuống. thì loading là đại khái là mình bỏ mấy cái thùng người người ta đã dán rồi, mình bỏ lên trên cái băng chuyền, xong chuyền ở trong cái container. Thì ở trong container cũng có người khác, người ta lấy dỡ xuống, người ta xếp vô trong cái container. Đó là cái vị trí Rồi loading. ok. Còn cái loại mà unloading á, thì nguyên cái container hàng, là bắt đầu mình mở container ra, là mình lấy thùng mình bỏ xuống pallet, rồi mấy cái người lái xe forklift người ta lấy chở cái pallet đó đi đi đó, cái công việc unloading. Rồi có cái chú gì đi làm với Thuận á, xong kể hai chuyện đi, chuyện mình thích kể chuyện rồi các bạn, kể chuyện các bạn dễ 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 hiểu cái câu chuyện đó, chứ nói lý thuyết ra khó nhớ lắm. Kể hai câu chuyện đi Thuận, mấy cô ở trong đó làm ăn sao, trong công ty có nhiều nữ không, rồi có chú 65 ký, 65 tuổi chứ không, 65 ký, có làm được công việc đó không? Thì mấy cái việc này gần như là ai cũng làm được hết á. Mấy cái bạn mà nhỏ nhỏ con, mình thấy có cái bạn ở người người Pakistan hay là Ấn Độ gì đó, nhỏ xíu à, nhỏ hơn người Việt Nam nữa, nhưng mà vẫn làm ở trong đó được, là bạn nữ đó nha. Rồi đại khái là mấy cái cô bác lớn tuổi 60 mấy 70 tuổi cũng làm trong đó luôn, tóc bạc phơ cũng vô trong đó làm luôn. Đó, Thuận rồi rồi thuận 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 biết sao mấy cô đó không chịu ở nhà không? Ở nhà cũng có tiền mà, sao đi vô đó làm chi nó làm lưng cao hơn à? Mà thứ cao nhất, hơn cái giai cấp, thứ hai mà ở nhà có chuyện gì xảy ra? nó mệt, nó nhà Nó không bệnh đó, bệnh á. nó bệnh đó bạn. Mình ở nhà mình chơi 2 tháng rồi bệnh miết luôn á, giỡn đâu, nó đi ra làm á, không hết bệnh được. Rồi ok. Nữ nữ làm trong công ty Thuận nhiều không? Nữ làm nhiều lắm, ở trong đó cái vị trí pick packing á, nghĩa là cái vị trí đóng hộp đó là nhiều nhất, là trong đó là chiếm đa số, đại đa số là nữ. Nữ thì làm những cái job đó nó ok hơn. Đại khái gói hàng, bạn nào có bán hàng online thì sẽ biết cái job đó. Đại khái là mình lấy cái cục hàng xong mình gói lại cái giấy, cái giấy ni lông mà nó có hơi trong đó, cuộn lại cho nó khỏi bị sốc, xong bỏ vô trong cái hộp mà cạc tông dán băng keo lại, xong. Đó là cái job nó rất là đơn giản luôn, mà gần như là ai cũng làm được hết. Rồi hôm qua làm á, hôm qua thì tăng ca, thứ bảy vẫn tăng ca thì trả lương gấp đôi nha mọi người.
Thì ví dụ như là ở trong trong cái warehouse đó nó cần mình tăng ca là cái việc nhiều quá mà không ai làm thì nó kêu mình sẽ kêu mình tăng ca thứ bảy hoặc là buổi tối buổi chiều mình làm xong rồi nó yêu cầu mình ở lại thêm hai tiếng 3 tiếng nữa tăng ca thêm thì cái giờ tăng ca đó nó có trả lương và thậm chí là nó trả lương gấp rưỡi gấp đôi đó là những cái giờ tăng ca đó. Thì hôm qua làm thì làm tăng ca thứ bảy thì gặp cái ông chú đó tại tăng ca thì không phải ai cũng làm thứ bảy, có người rảnh có người bận. Thì hôm qua làm thì cái ông chú đó thì không có phải cái team mà đã làm thường ngày, nhưng mà ông ở cái team khác, ông cũng tăng ca cái bữa đó. Thì hôm qua gặp ông cũng lớn tuổi rồi, ông già, ông tóc bạc phơ rồi nhưng mà vẫn làm cái vị trí loading. Cái vị trí loading nói tiếng Việt á, là cái vị trí bốc xếp á. Đó, thì ông vẫn làm bốc xếp. Thì đại khái cái thùng nào nó nặng mình khiêng thì ông cũng khiêng. Đó, đại khái lâu lâu nó sẽ có những cái thùng mà rất là nặng, nó 30-40 kg đó. Nhưng mà thường thường đại đa số thời gian á, là cái thùng của nó ở cái warehouse này nó bán ba cái gối rồi mấy cái khăn rồi này kia thì nó cũng nhẹ lắm, một cái thùng nó chừng 2-3 kg là cùng mà. Nhưng mà lâu lâu á nó có những cái thùng lớn mà nó bỏ mấy cái thùng nhỏ đó vô trong, hoặc là những cái gói hàng mà nó không gói trong thùng mà nó gói trong cái bọc ni lông bằng cái đại khái là cái bát á. Đó, thì nó sẽ bỏ chung hết vô trong một cái thùng lớn thì cái thùng nó sẽ là cái thùng nặng đó. Thì đại khái là ông chú đó vẫn kiêng bình thường, đại khái là cái công việc đó nó rất nặng nhưng mà ông cũng cũng có làm được đó. Cho nên là cái việc đó gọi là cái việc nặng nhất ở trong đó rồi đó, nhưng mà cái ông già 60 mấy 70 tuổi ông vẫn làm được. Thì mọi người có thể thấy là những cái công việc đó gần như là mọi người qua đây là ai cũng có thể làm được hết đó. Rồi thì bây giờ mình nói với các bạn cái luật của bên Úc á, là khi mà cái thùng nào mà trên 15 kg á là phải cần hai người khiêng. Các bạn nghe giống như dẫn chơi vậy, đúng không Bốc luật xếp nó vô nó thấy là nó phạt á, nó luôn cái á, thùng phạt các bạn. quá mới lại nó bự quá mà chơi mà khiêng mình là nó phạt á, nó phạt cái ông chủ warehouse á. Ừ, hồi nãy với Thuận nói chữ work safe thì các bạn biết cái câu chuyện mà cảnh sát mà còn bị phạt không? Mình kể chuyện các bạn nghe tiếp, bữa kể nghe cho mấy bạn trong team nghe rồi đó. Cảnh sát nha, chạy ra ngoài freeway bắt một cái người, thì cái người đó người ta chắc cũng chạy quá tốc độ gì đó hay là vi phạm gì đó, dí theo bắt bắt xong cái cảnh sát đi xuống. Thì cũng nhá đèn lên xong người ta tấp vô lề rồi cảnh sát bước xuống. Lúc đó cảnh sát quên mặc cái bộ áo mà safety đó, cái áo mà dạ quang á đó. Đó thì bước ra cái xong đằng sau cũng có cái chiếc xe nữa, nó cũng tấp vô. Cái ông cảnh sát nhìn đó, không có gì đấy. Cái ông thằng kia nó cũng đưa ra, đây là tao là bên safety mà sao cảnh sát tụi em không có mặc mấy cái áo safety, rồi gửi bill phạt thôi rồi đi thôi các bạn. Rồi xong rồi cảnh sát nói chuyện với người kia thì cứ phạt gì người ta phạt, nhưng mà cảnh sát vẫn bị phạt như thường. Đó là lý do bây giờ mà, đó là câu chuyện cũng khoảng 4-5 năm trước rồi. Bây giờ bạn đi qua Úc là bạn sẽ thấy là cảnh sát là người ta luôn luôn mặc, mấy cái cảnh sát mà chạy ngoài freeway rồi này nọ là luôn luôn mặc luôn cái áo mà cảnh sát, mà nó có luôn cái áo dạ quang ở đó luôn để nó chống lại cái luật đó đó, bộ luật safety á. Thế ngoài freeway mà nó phải an toàn chứ, anh phải có cái áo dạ quang chứ, anh cảnh sát xuống xe lỡ người khác không thấy thì tống vô anh thì sao. An toàn là trên hết đó, bên Úc này đó. Ở Việt Nam chứ, ở Việt Nam an toàn là trên hết đúng không? Còn bên Úc này là safety first. Ở Việt Nam như là tai nạn là thù gì, an toàn là bạn gì đó. Ok. Dán bản cho vui vậy thôi. Những bạn cho vui thôi à. Bên này mới thiệt các bạn. Phải Thuận đi làm bằng steel boot không? Steel là thép, boot là cái đôi giày á. Cho dù Là cả nó tấn, cứ quy định cả tấn luôn nó đó là xuống ở chứ, đúng ngoài không? cái cửa đi vô warehouse là nó dán cái bản luôn là mày phải mặc cái áo mà high vis, nghĩa là cái áo mà high visibility đó, nghĩa là cái áo dạ quang á, cái áo mà dễ phát hiện á. Rồi giày giày là giày cái steel cap, nghĩa là cái mũi nó bằng bằng sắt để thùng đồ hoặc là ba lét nó rớt cái chân nó không có bị thương. Nghĩ chừng nó đền chết luôn á, nó đâu đủ tiền đền. Một người vậy mà bị vậy một phát là như nó đền cả mấy triệu đô á. Rồi xong rồi phải có nhiều công ty đó, hồi xưa mình làm đó là nó còn đeo mắt kính, đội cái ấy để ấy cái xe cái tóc lại nữa kìa. Nhiều thứ lắm. Mấy cái warehouse mà làm về thực phẩm thì hay có mấy đó. Rồi. Ok, rồi cái đó nãy giờ là mình nói về bên nhà xưởng ha. Thì mọi người vào group thì mọi người bấm vô trong cái menu hướng dẫn á, thì ở trong này sẽ có rất là nhiều các cái danh mục
về cái nội dung của khóa học. À, ví dụ như đây là một cái danh mục đầu tiên là cái buổi học Úc Đại Lợi, thì nó cũng giống như là cái buổi học hiện tại đang diễn ra, thì nó cũng sẽ được ghi hình, được record lại. Cái menu 2 á, là những cái kiến thức mà chuẩn bị gì trước khi tới Úc. Đó, đây là những cái kiến thức cơ bản nha, cái bước chuẩn bị này. Rồi cái menu thứ 3 là việc làm và kinh doanh tại Úc. Đó, cái menu là cái menu liên quan tới việc việc làm rồi kiếm tiền á. Rồi cái menu thứ 4 là cái menu đời sống và văn hóa Úc, nó xoay quanh cái đời sống Úc. Rồi menu thứ 5 là du học Úc, thì nó xoay quanh các vấn đề du học. Rồi mọi người, nếu như mà anh chị nào mà đi du học á, hoặc là cái em nào sinh viên đi du học á, thì có thể xem ở cái menu này. Và những cái kiến thức này sẽ được cập nhật liên tục, nghĩa là ngoài cái việc mà ghi âm lại khóa học thì thầy Tâm sẽ làm những cái video kiến thức liên quan thì sẽ được up đăng tải vào trong những cái danh mục này. Và theo thời gian thì những cái kiến thức này cũng sẽ được dần dần nó tăng lên nhiều hơn, để mọi người có nhiều hơn kiến thức để mà học. Và ngoài ra, ngoài 5 cái mục này thì trong tương lai có thể sẽ có thêm những cái mục khác nữa. Đó, mọi người có thể theo dõi vào trong cái danh mục hướng dẫn này để mà xem các cái nội dung khóa học ha. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.